Phạm Phước Hưng, một tượng đài của thể dục dụng cụ Việt Nam. Với thành tích 2 lần tham dự Olympic, 2 huy chương vàng cúp thế giới, 7 huy chương vàng SEA Games cùng rất nhiều tấm huy chương ở các cấp độ khác. Để có được thành công đó, suốt 26 năm theo đuổi nghiệp thể dục dụng cụ là biết bao chấn thương từ nhẹ đến nặng. Với cá nhân Hưng thì những chấn thương của thể dục trong bộ môn thể dục dụng cụ thì cũng trải qua rất là nhiều năm tháng. Thì những chấn thương từ những chấn thương nhỏ như là bong da này, chảy máu này, đến những chấn thương nặng như là bị chật khớp này, cũng như bị đau lưng, đau vai đó. Và thậm chí có những bạn còn gãy chân gãy tay nữa thì không nói. Hưng cũng trải qua một cái lần biến cố trong sự nghiệp, đó là vào năm 18 tuổi đó. Thì khi đó thì Hưng phát hiện là bị lao xương, lao cột sống. Khi đó Hưng đang là 18 tuổi, đang là tuổi độ tuổi mà chuẩn bị lên đỉnh cao của sự nghiệp. Thì biết được tin đó thì Hưng cảm thấy như gặp phải một cơn ác mộng vậy. Mình cũng không tin đây là sự thật được. Như cá nhân Hưng chẳng hạn ấy, thì Hưng khi mà đam mê vào rồi thì bất kể những khó khăn nào hay hoặc là những cái chấn thương nào đó thì cũng sẽ không làm nản lòng được Hưng. Có thể là lúc khi mà tập luyện gặp những khó khăn thì Hưng có thể sẽ buồn hoặc là sẽ tinh thần đi xuống, nhưng chỉ trong một vài ngày thôi. Thì khi đó thì Hưng cũng sẽ nghĩ lại cái lý do khi tại sao Hưng lại mong muốn từ lúc khi bắt đầu đó, thì Hưng lại tiếp tục lại có thêm những cái lửa để mình có thể tiếp tục theo đuổi đam mê. Bên cạnh những tấm huy chương danh giá, một dấu ấn đậm nét khác trong sự nghiệp của Phạm Phước Hưng chính là hai động tác do anh sáng tạo nên đã được ghi vào sách luật thể dục dụng cụ thế giới. Tại giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới năm 2017 ở Montreal, Canada, Phạm Phước Hưng đã thực hiện động tác vòng treo có độ khó cấp E và được ghi danh vào sách luật thể dục dụng cụ thế giới. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp Phạm Phước Hưng có động tác mới được Liên đoàn Thể dục Quốc tế công nhận. Với cái động tác đầu tiên đó, khi mà Hưng thực hiện thì thực ra động tác đó cũng không quá là khó và Hưng có thể dễ dàng thực hiện trong một vài lần tập thử đầu tiên. Còn với cái động tác thứ hai cơ, thì khi mà Hưng mà nghiên cứu ra thì cũng phải mất khoảng 2 năm trời Hưng mới thực hiện xong động tác đó. Thực tế khi mà thực hiện những động tác đó thì rất hay gặp phải những cái chấn thương, đặc biệt là chấn thương vai. Động tác của Phạm Phước Hưng xem qua tưởng chừng khá đơn giản. Vận động viên sau khi lên vòng treo, lộn ngược chân ra phía sau một vòng rồi giữ thủy bình trong vòng 2 giây. Thế nhưng phải mất đến 2 năm tập luyện, Phạm Phước Hưng mới có thể thực hiện thuần thục động tác này. Cùng với đó là khả năng gây chấn thương vai rất cao. Nguyên nhân là do đâu? Dưới góc nhìn của vật lý, cũng có những lý giải rất thú vị về động tác này. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau phân tích một vài những cái khía cạnh, một vài động tác trong môn thể dục dụng cụ và cái nguyên lý, cái nguyên tắc vật lý của nó như thế nào mà các vận động viên thể dục dụng cụ lại có thể làm được như vậy và họ gặp những cái khó khăn gì trong khi tập luyện. Và đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nghiên cứu một cái động tác rất là khó trong thể dục dụng cụ và trong thể dục đường phố, đó là một động tác thủy bình. Động tác thủy bình này thì vận động viên sẽ dùng hai tay mình đặt ở dưới mặt đất, nhìn như kiểu là bay. Thế bây giờ chúng ta hãy cùng nhau phân tích xem tại sao họ có thể làm được nhé. Ở đây thì tôi có một thanh gỗ cắt vát ở hai đầu. Cái này chúng ta sẽ tượng trưng cho tay của vận động viên khi mà để chéo so với lại cơ thể. Còn ở đây là một cái chai nước. Chai nước này thì sẽ tượng trưng cho cơ thể của vận động viên khi mà nằm ngang. Thế nếu như mà tôi để cái tấm gỗ như thế này, khi tôi thả ra thì chắc chắn là tấm gỗ sẽ rơi. Bởi vì sao? Bởi vì đây là mặt chân đế của tấm gỗ. Và khi mà chúng ta đặt như thế này thì trọng tâm sẽ rơi ra khỏi mặt chân đế và như thế thì nó sẽ rơi xuống. Thế nên bây giờ để cho cái thanh gỗ này đứng được, cả cái hệ này đứng được thì tôi sẽ đưa vào đây một cái chai. Và như các bạn thấy thì cái chai đang trông giống như kiểu là bay lơ lửng nằm ngang. Và cơ thể của vận động viên thể dục dụng cụ trong cái tư thế này cũng y hệt như vậy. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy là cái hệ này có thể đứng được bởi vì trọng tâm của cả hệ là rơi đúng vào cái mặt chân đế nằm ở phần này.
Và đấy là lý do vì sao mà các vận động viên có thể làm được động tác thủy bình rất khó. Và đây thì tôi muốn phân tích thêm một chút, đấy là động tác thủy bình này thì gần như là cơ thể của vận động viên sẽ phải cứng như một cái vật rắn, tức là cái vai này của họ này là phải sinh ra rất nhiều lực để chống cái việc cơ thể của họ bị rơi xuống. Và chính vì vậy cơ vai cần phải cực kỳ khỏe. Và đây cũng chính là lý do mà tại sao chấn thương vai là một trong những chấn thương thường xuyên xảy ra nhất và nặng nhất ở trong bộ môn thể dục dụng cụ cũng như bộ môn thể dục đường phố. Có thể nói, chấn thương là một phần tất yếu của thể dục dụng cụ. Để có thể đạt được những đỉnh cao trong bộ môn này, có không ít vận động viên có thể nói là đã liều mình thực hiện những động tác cực kỳ nguy hiểm, bởi lẽ chỉ một chút sai sót có thể gây ra những chấn thương nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Có nhiều động tác sau này đã bị cấm thực hiện để đảm bảo sự an toàn cho vận động viên. Trước Phước Hưng, Nguyễn Tuấn Đạt mới là vận động viên Việt Nam đầu tiên được ghi tên vào sách luật thể dục dụng cụ thế giới. Năm 2013, Tuấn Đạt và Kenzo Shirai, vận động viên người Nhật Bản, đã cùng thực hiện được động tác xoay 4 vòng trên không trong một lần nhảy. Động tác xoay được đặt tên là Shirai Nguyễn. Để đạt được đỉnh cao đó là rất nhiều thời gian tập luyện. Cùng với đó là chấn thương cổ chân dai dẳng đeo đuổi anh đến tận sau này. Chấn thương từ cổ chân hơn một năm trước. Thì em cố gắng nhưng mà càng tập thì càng cố gắng càng bị đau ạ. Nhưng sau thời gian em vẫn cố gắng kiên trì. Ở trong thí nghiệm này thì tôi sẽ cho các bạn biết lý do tại sao mà ở trong bộ môn chạy sàn, các vận động viên nhảy, người ta quay ở trên không trung, người ta có thể quay được rất là nhiều vòng như vậy. Ở đây thì tôi có một cái bàn xoay, và cái bàn xoay này thì ở bên trên có một cái ghế. Cái bàn xoay này thì nó sẽ có thể xoay tự do, có một chút ma sát thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm được cái thí nghiệm. Khi mà các vận động viên ở trên không trung ấy thì gần như là họ quay tự do, tức là cái moment động lượng được bảo toàn. Thế thì khi mà tôi ngồi lên đây và tôi quay như thế này thì có thể coi là moment động lượng của tôi bảo toàn. Nhưng ở đây tôi sẽ có thêm hai quả tạ. Hai quả tạ này sẽ tượng trưng cho chân tay của các vận động viên. Khi mà người ta để chân tay dài như thế này thì rõ ràng là cái khoảng cách đến trọng tâm của cơ thể là lớn, tức là R bình lớn, tức là Y lớn. Y ở đây chính là moment quán tính. Mà moment quán tính lớn thì vận tốc quay sẽ nhỏ. Và khi mà tôi đưa hai quả tạ này vào thì moment quán tính sẽ nhỏ đi rất nhiều, làm cho tôi có cái tốc độ quay tăng lên rõ rệt. Và để thực hiện thí nghiệm này thì tôi cần đến sự trợ giúp của một người bạn. Bây giờ thì tôi sẽ co tay lại. Các bạn có thấy tốc độ quay của tôi tăng lên rất nhiều không ạ? Qua lý giải của chuyên gia vật lý, chúng ta đã hiểu được lý do vì sao vận động viên có thể xoay được nhiều vòng trên không đến vậy. Khi bật lên, phần tay được thu gọn lại cơ thể để vận tốc góc omega được tăng lên tối đa, giúp vận động viên thực hiện những vòng xoay một cách ấn tượng.